Thái Lan, Trang cũng đã bắt đầu nhớ món Việt Nam, nhớ Tết Việt Nam rồi các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì Trang sẽ gặp chị Tiên, một người Việt Nam sống ở Bangkok. Trang với chị Tiên sẽ cùng đi chợ và nấu một bữa cơm Tết theo đúng truyền thống Việt Nam. Chị ơi, nên mình ăn món gì hả chị? Hôm nay mình sẽ làm món thịt kho tàu dưa giá. Tại sao mình ăn món này chị nhỉ? Trong Nam thì mình sử dụng thịt kho tàu, mình kho với hột vịt. Sau đó mình làm dưa giá, muối chua lên với hẹ với cà rốt. Thì hai món này là mình ăn dần. Mình phải đưa ông táo về trời. Thì lúc đó mình không có nấu nướng gì được. Chị ơi, chợ này lớn quá chị nhỉ? Mà chợ không khá giống chợ Việt Nam mình. Đúng rồi, chợ này thì giống như là chợ đầu mối vậy đó. Ở trong miền Nam thì hồi xưa là chợ Cầu Muối, còn bây giờ là chợ Bình Điền. Bây giờ chị em mình đi mua đồ để làm món thịt kho tàu dưa giá này. Và mình mua ít trái cây để mình trưng cho mâm ngũ quả nữa. Của chị rồi, hai chị em mình vô nha. Xong chị em mình sẽ bày mâm ngũ quả này và nấu các món ăn ngày Tết. Chị có mời một vài người bạn tới để chung vui. Bánh chưng này quý lắm, bánh chưng là từ thành phố Hồ Chí Minh mà qua tới Bangkok mình á. Có những cái trái cây như là cầu, sung, vừa, đủ, xoài. Nhưng mà có nhà như nhà chị thì ba chị thích là không thích sung mà thích thơm, cái tiếng thơm á, cầu thơm vừa đủ xài. Rồi bây giờ là mình phải có mâm cỗ ở Bangkok, đó là thực phẩm rất là phong phú, nên là gần như món gì mình cũng có thể nấu được. Em thấy là dưa chua mình có thể mua được ở Bangkok này, bánh chưng mình cũng thể làm được này, thậm chí giò lụa măng mình vẫn mua được. Có thì bọn chị cũng thỉnh thoảng tụ họp này, và đặc biệt là Tết thì mỗi nhà đem đến một vài món truyền thống. Mặc dù sống và làm việc ở Thái Lan